quý đâu. Thôi cô nói rồi đấy, chúng tôi đừng xác lên về đây, đường qua bà này. Lên hè lên cửa vậy, đi vô mở cửa nhà bà Ngân, đi vô nhà đi. Mở cửa đi vô nhà đi. Chết rồi, nó chặt nên. Mở cửa vô nhà bà Ngân đi. Trả lại đất nhà bà Ngân ơi. Quý là mắt rồi ta. Bên chỗ kia. Hả? Chỗ kia bên kia. Mẹ nó cái điện thoại nó chính nó đi. Cái dù cái ô ấy là nó
toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải, Hồ Chí Hải tự do, Hồ Chí Hải tự do, Hồ Chí Hải tự do, Hồ Chí Hải vô tội, 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 tự do cho Hồ Chí Hải, 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 toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải, Hồ Chí Hải tự do, Hồ Chí Hải tự do, Hồ Chí Hải tự do, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải, Hồ Chí Hải tự do, Hồ Chí Hải vô tội, 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 tự do cho Hồ Chí Hải, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Hồ Chí Hải tự do. 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 Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Hồ Chí Hải vô tội. Vô tội. Hồ Chí Hải 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 vô tội. Tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do cho Hồ Chí Hải. Hồ Chí Hải vô tội. Hồ Chí Hải vô tội. Đã công an hẹn với giặc ác cái dân. Bà nhân dân chúng tôi bên đây là trên 50 người đến nhà cắn bà Kim Ngân. Hồ Chí Hải vô tội. 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 Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Hồ Chí Hải vô tội. 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 Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Chí Hải. Đứng gọn vào. Chị và bà đứng gọn vào đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải vô tội. 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 Biết mà chụp ngủ xe bà nghe ơi, bà làm chủ tịch quốc hội mà bà để cho cái tỉnh Ninh Bình nó ấp trước quá bà nha, bà nghe ơi. Chủ tịch quốc hội Kim Ngân ơi, chủ tịch quốc hội Kim Ngân ơi, đa đất cả nhà cho dân. Chủ tịch quốc hội Kim Ngân ơi, 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 toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải, toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải, Hồ Duy Hải tự do, Hồ Duy Hải tự do, Hồ Duy Hải tự do. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải tự do. Hồ Duy Hải tự do. Hồ Duy Hải tự do. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân quốc hội cùng nhìn ơi. Lên bể đi. Lên bể. Nào. Đã công an phường đã cấm hẹn đi giặt ra cái giang. Đã công an phường đã cấm hẹn đi giặt ra cái giang. Nào mời mời cô. Đã công an phường đã cấm hẹn đi giặt ra cái giang bảo kê tham nhũng. Mời mời cô lên. Rất miếng này rất miếng. Mời cô đứng trên này. Mấy nữa. Rồi, bấm lại tắm. Không phải nhân dân chúng tôi đến đây là coi như quấy rối, là trên các người, trên công an là quấy rối nhân dân chúng tôi. Đã công an đội cấm hẹn giặt ác dân. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch quốc hội ơi, bà có lương tháng mà không có lương tâm, bà có con mắt mà không có con mũi được, bà Kim Ngân ơi. Từ miền Nam ra đây là các con biết mặt hiểu như nào của mẹ đây không? Thì con làm mặt ngầu với tao đó hả? Này bỏ chỗ sót ra lâu không? Dạ. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải tự do. Hồ Duy Hải tự do. Tự do cho Hồ Duy Hải. Đây, ta Kim Ngân ơi. Đấy, bà đi kìa. Đấy, đấy, bà đi đấy. Bắt
Bây giờ dân nó bốc xuống. Tại vì bà con lại tâm nhìn đấu tết Quốc hội. Tại sao bà không nhận mét để dân bốc xuống? Hả? Để dân bốc xuất. Thôi đi, ê, 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 con đi. Đi, 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 đi. Đi. Coi như công an bao che bà Kim Ngân. Bao che bà Kim Ngân. Tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải vô tội. 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 Nó bóc cổ con mà. Nó bóc cổ con này. Nó bóc tay chị mình trong ngôi nhà. Nó bóc cổ con này. Làm gì? Giờ làm gì trắng? Tình ăn ra rồi mà. Ừ. Không, sao bữa đi nãy đi trước. Đây, 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 đây. Sao bữa đi trước? Đây là xe đó bỏ đi ra rồi. Bà xe bỏ đi sao đó? Bà đi rồi, bà đéo nó, bà đừng mà nô nè. Bà đéo á, đừng mà nô nè. Bà cho nó bóc phụ nó, hai đứa. Vô với hai vô thôi. Tôi cho Hồ Duy Hải. Tôi cho. 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 Tôi cho Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải vô tội. 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 Tôi cho. Tự do cho Hồ Duy Hải. Quý thiệt. Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân ơi. Bà đừng có làm bộ nhận bà Kim Ngân. Đá đất cả nhà nè. Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Đá đất cả nhà cho dân. Ba Hùng bay về Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Ba Hùng bay về Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Ba Hùng bay về Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Ba Hùng bay vía Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Ba Hùng chinh vía Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Ba Hùng chinh vía Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Ba Hùng chinh vía Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Ta đau công nhân tao chế tham nhũng. Ta đau Chủ tịch Kim Ngọc Quốc hội Kim Ngân tao chế tham nhũng. Ta đau Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân tao chế tham nhũng. Đã Chủ tịch Quốc hội bà Kim Ngân là phụ nhân. Đã
vì người dân như vậy là mất đất mất nhà. Đến nhà bà kêu thì bà sẽ công an đánh người dân. Toàn dân xuống đường đòi lại tự do Hồ Duy Hải. Tự do cho Hồ Duy Hải. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Hồ Duy Hải tự do. Tự do. Hồ Duy Hải tự do. Tự do. Hồ Duy Hải vô tội. Vô tội. 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 Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Toàn dân xuống đường đòi tự do cho Hồ Duy Hải. Tự do. Đá đạo tham nhũng. Đá đạo. Đá đạo tham nhũng. Đá đạo. Đá đạo chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay đầu gót đánh nhân. Đá đạo. Đá đạo chủ tịch Quốc hội thay đầu gót đánh nhân. Đá đạo. Đá đạo chủ tịch Quốc hội Kim Ngân cho công an đánh nhân. Đá đạo. Đá đạo chủ tịch Quốc hội cho công an đánh nhân. Đá đạo. Đá đạo tham nhũng. Ba hồn bảy vía Nguyễn Thị Kim Ngân. Đào đào. Ba hồn bảy vía Nguyễn Thị Kim Ngân. Đào đào. Ba hồn bảy vía Nguyễn Thị Kim Ngân. Đào đào. Ba hồn bảy vía Nguyễn Thị Kim Ngân. Đào đào. Ba hồn chiến viên Nguyễn Thị Kim Ngân. Đào đào. Nguyễn Thị Kim Ngân ơi, có lương tâm mà không có lương tâm con bắt không có khỏi gì ăn mà buồn ơi. Bà cái máu lồn gì mà bà. Bà nghe được, bà từ chức quốc hội đi, bà thấy công an đánh người dân như vậy thì bà từ chức đi, bà nghe được. Từ chức đi bà đất ơi. Bà nghe nói từ chức quốc hội đi, bà đừng vào chân quốc hội họp nữa, bà thấy công an đánh người dân bà từ chức đi, bà phải bà đồng công nữa, bà từ chức đi bà nghe được. Xe kìa. Giờ bà con chúng tôi là đôn xe tiếp tục đến Thủ tướng Chính phủ. Dừng ở đây, xin chào anh chị em thân thương mến. Kết thúc ở đây, chúng tôi xin hẹn lại đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.